the ice in my palm. My girl, she know she the one. I put the ice on her hand. I put some ice on her arm. See me shining in the light. Cái Manu này bỏ Ferdinand, bỏ Varane ra, thiếu hà con Tominay chắc ra luôn quá. 40.000 tỷ dùng con Tominay thì euro cộng 5 mà, thì nhìn nó hơi bắp anh em ạ. Chắc ra euro phải cộng 7. Con này ra luôn nha, con này ra luôn. Bà Uwen sao đá đây được, Uwen phải ra luôn rồi. Uwen phải ra luôn, để tôi coi thử cái đồ này tôi sẽ chơi sơ đồ nào đây. Rooney CR7 cặp ST luôn hả? Rooney CR7 cặp ST, 4-2-2, 4-2-1-3, 4-2-1 ấy. Giờ tôi đang mê cái sơ đồ này quá. 4-2-1-1 đó, không nhìn kẹp cầm đây. Rooney nó CM được mà. 4-3-8 luôn, thuộc mua đồ được con này ngon vậy. À 4-3-8 gì đó, dùm đi, đi hàng cánh dễ hơn đúng không? Đi hàng cánh dễ hơn. Varane BTB đủ năng 40k à. Bây giờ thiếu tất cả hai vị trí, ba vị trí, bốn vị trí luôn. LB đó, LB Manu căng nha, LB Manu căng mà trong tay tôi chỉ có 12.000 tỷ à. 12.000 tỷ cho sơ đồ, cho đồ hình này. 1, 2, 3, 4 vị trí. Trong 12.000 tỷ một vị trí trung bình 3.000, cho con cái LB 1.000 đây, con LB cho 1.000 á. LB 1.000 mắc quá không? LB 500 tỷ thôi đúng không? 500 tỷ mình còn tới 11.500 tỷ cho ba vị trí. Mỗi con nhất được 3.000, 3.500, ok, đi qua này. Này đi cho hai con cánh nha, này xịt một xíu đâu. CR7 Euro 171.000 tỷ luôn. Đù, mày đập cả 22.000 tỷ cho con cộng 5, cộng 7. Bữa đập rất đau quá. Và Robin Van Persie cộng 8 thì được Rasmus Højlund 9.000. Mình còn đang cận cánh rồi đúng không? Cận cánh bằng mấy à, 3.000 tỷ. 3.000 tỷ thì mình được đi con Sancho được nè, 3.000 tỷ mua được Sancho á. Sancho bán không? Đồ 36 ngon nha, 4.000 ngon nha, Sancho chạy nhanh lắm. Con này mà vô full chạy thì thôi chứ 139 chạy đúng không? Sancho thì bé nha, Garnacho Sancho. Sancho chạy dữ à. Team Manu chạy ác luôn á chứ. Sancho ngon, Garnacho. Sancho thần có hả? Sancho thần có mà có cộng 1 mà sao đá vậy? Cái cộng 1 sao đá. Lên cộng 8 lên cộng đá cộng 1 làm gì? Xây đến Sancho, giờ nó Sancho một cánh, tôi nghĩ là đẹp á. Cánh còn lại Garnacho luôn ta. Cánh còn lại làm Garnacho luôn khá ngon nha. Garnacho khá ngon, cánh còn lại tôi đang phát con Garnacho để coi còn lựa chọn nào khác không. Sokbet à? Tiền dư quá, Sokbet thì hơi yếu. Sokbet hơi yếu. Hợp lý, hàm cánh hợp lý đúng không? Bắt nhiều Sancho Beckham 9.000 luôn à. Không hay tất cả không? Sancho lỡ lờ à? Làm cái Sancho lỡ lờ quá. Bút ba mùa nào ở BB còn lắm, bù 500 ngàn luôn. Vậy hạt này có con bút ba này là bù 500 ngàn hả? 6 ngàn tỷ bù thêm 500. Trời, con này đó ngàn mấy 2 ngàn à. Bù không ai bán, không ai mua luôn bút ba này. Giờ hiếm quá à, giờ lấy mực xong bù 500 ngàn nữa hả? Cái này phải bù Lingard lỡ lờ, đúng rồi, có Lingard lỡ lờ nó khá ngon. Càng tiền dễ. Lingard lợn lợn khá ngon, khá mềm đó nha. Lingard Anti-Tarian, tôi khá thích Lingard. Donny Van Der Beek, à này có cặp xe nơ 3 với anh kia rồi, không được lấy con Donny Van Der Beek. Eriksen 7.000. Eriksen 2.5 điều con này mắc quá, 7.000 của tiền, 3.000, tài chính có 3 mấy 4.000. Tominay, Westham, Bastian, Mosco, Anti-Tarian F3, bán không? 4.3. Của Anti-Tarian F3 này cũng khá hiếm à. Lingard 3.5. 36 có bán luôn, Lingard thì có bán hả, mà còn F3 cũng bán ra. Lingard này chạy quá. Lingard Lý Mịch hả? Có sẵn mà Lý Mịch vậy, có sẵn. Lingard hôm bữa tôi mới mở ra đây luôn á, Lý Mịch hôm qua có sẵn đây mà, Lý Mịch đã giới hạn rồi. Tức cái quen Vitarian hơn, quen Vitarian biết sao không? Chỉ số thì nó đẹp. Chiếc điểm cao hơn đúng không? Xoáy xa cao hơn. Lingard, em Vitarian cặp này nhìn ngon quá ha, cặp nhìn ok ghê. Nhưng mà quen Vitarian này thì rất là khó mua á. Tướng của em Vitarian quá ha, 4.000. À thì con này chạy chậm. Con này chạy chậm được cái truyền ngon. Lingard thì truyền Lingard truyền yếu hơn, 2.5. Cái Jesse Lingard này mà. Jesse Lingard chào vị trí này. Jesse Lingard, Sancho. Jesse Lingard, Sancho. Cặp này 7.000 quá ha, cặp này 7.000. Mình còn bao nhiêu? Ủa dư tiền nhiều cộng CB nữa. Tôi còn 5.000 trong CB đúng không? Đẹp mà Manchester tới cộng 8, 5.000 tỷ cho con CB mà đi rồi, và ra 5.000. Và ra 8 có 5.000. Soi bảo cơ, thôi đang rồi, và ra 21 tới bàn mấy luôn à. Và ra 8.000 luôn à, mà mắc dữ ha. Và ra 8.000.
8 ngàn thì khó trôi quá, 8 ngàn khó trôi quá. Là khó nha, bờ lăng hôn rau 8 mấy không? Bờ lăng hôn rau 8 không bán. Có Rio không biết không, lấy VDX LN8 ta, còn VDX LN8 3 ngàn giá không khá là phải chăng? Có là 3 ngàn khá là phải chăng ha, khá là mượt. Bức tường thép Manu luôn á. Đi cũng VDX được cộng tim VDX Color nữa. Đi VDX cộng tim Color với lại Final Sa nữa, ngạc này đẹp quá. Ngạc này khá hoàn hảo nha. Đi cây này cũng khá hoàn hảo cho cây Manu này á. Khá thích cây Manu này. Bờ lăng LN á. Lăng lần nữa sao bằng được, lăng lần nhập thuốc đây sao bằng không biết nữa. Bờ lăng hôn rau á, bờ lăng hôn rau mới ngon. Điều 2 của thành trung bình thì hơi căng đấy, tôi thích bờ lăng hôn rau kia, mua khó quá à. Bờ lăng hôn rau mua khó á. Bờ lăng hôn rau chút soi 21 luôn hả? Chốt Sancho với lại con Lingard. Sancho Lingard. Ủa Sancho có thấy có người bán mà, ai lít luôn rồi. Sancho Sancho có thấy có người bán đúng không? Bán 4.000 mấy lít luôn rồi. Còn dư bao nhiêu lương ta? Còn 28 lương cho vị trí LB đúng không ạ? Quan trọng là tiền ha. Vấn đề quan trọng là tiền thôi. Alex Telles lương thế là thấp quá. Alex Telles tiền số này thấp. Và Regulon hôm nay thôi lấy Regulon anh ơi. Regulon đúng vị trí thôi. Bắt nhìn không đúng vị trí, nhìn không có sang. Regulon tôi thích con Luxo. Tôi đang thích luôn Luxo. Cái này đang hoàn thiện còn dư 12 ngàn. Tính lúc so không? Mua được cái nào? Mua được nãy mình tính tiền đó, dùng lít vô thôi. Đổi tranh thủ 11.500 tỷ đúng không? Anh chưa xài BB, anh xài thôi đấy bạn. Ok, vô cái menu. Cái Manchester như thế. Nó hoàn thiện cho bạn này cái này đúng đẳng luôn á. Vì thích vô, bạn này xa LN hả? Thích đâu, con này cũng không mà, Regulon vô. Ok, đúng không? Cái nãy tôi đi lại gì đúng không? Hai được quái được mút 3 BTB8 nè, hiếm hết luôn á. CR7CC thì em thấy nhiều đúng không? CR7 vô. Sẽ lâu rồi đó CR7C là tinh tế xuất xa kiến tạo tặng nó ngồi qua người thôi. 100-235 tốc độ ngon đó chứ. Ngon nha, quáp nha, xuất xoáy rê bóng đồ ok nha. Nhảy bình tĩnh đồ ngon luôn á. Cái Manu này nhìn ok á, CR7C. Lâu rồi đó này lại này. Nãy đầu like tôi mới đọc con CR7 lên 6. Rooney LN8 xuất xa cho 38, mình góp cho 35. Chọn vị trí xuất xoáy 133 luôn. Ủa nó cộng 10 số vậy? Team Manu được cộng 10 chỉ số tăng tốc, 10 chỉ số xuất xa luôn. Cộng dữ không nổi. Sancho chắc tăng tốc cho lên 140 mấy quá. 142 tốc độ luôn mà. Lingard 138 tốc độ luôn. 42 tốc độ cho Sancho. Xa cộng 10 số là xa Lingard lên 130. Lingard xa chắc ngon. Xoáy 127 luôn. Lingard LL8 con này gần như cách ngon nhất của Manu hiện tại luôn, khó nào qua quá ha. Sancho ngang số Lingard à. Tạo tạo hai nữa mát đúng không? Hai nữa chạy luôn ngon luôn chứ. Bút ba lâu rồi đó này nè. Bút ba limit rồi. Cái ngày mà bút ba trước cái limit trước đó ngày á. Tôi mở ra bút ba luôn mà. Tốc độ tăng tốc, dứt điểm lực xuống xa, xuống xa cho 36 luôn. Bốn bút ba. Này chắc bao sót ngon, bút ba bao sót chắc ok, quá á. Qua vào số tiền dài xuất xa kiến tạo thấm tiền bóng qua người kiến tạo xuất xa tiền dài tiền đó luôn. Vidic Ferdinand tốc độ 131 này tốc độ chậm. Vidic ngon, Vidic cộng thêm cái bức tường thành quỷ đỏ đúng không? Quỷ đón kèm người hai số nè, tường thành quỷ đỏ nữa. Tiền dài rất khó, tiền 139 luôn. Cộng 8 số kèm người đó, bức tường thành Milan, bức tường thành quỷ đỏ. Winner Rooney có được cái số ẩn gì hả? Ủa Winner Rooney với lại CR7 được gì ta? Rooney CR7 không có chung team gì luôn hả? Dalot Regulon. Dalot Regulon 136 rồi. Regulon chạy nhanh. Rẻ nó quá này chạy lúc sau sau mắt ác. Van der Sar TT. Đến xa cái việc bóng. Uwen dùng ý có thêm Uwen nữa nè. Tominay á, mặt này đi, Tominay thì nhìn nó không xứng tầm lắm. À còn có Camara nữa. Thiếu Tevez à, có Tevez có bộ 3 nè, bộ 3 quỷ đỏ à. Team GL đơn thân à, đơn thân WinCup 2.6. WinCup 2.6 quá, Rooney của CR7. Tập trung xíu mà, 7 gài Rooney thay đỏ luôn mà. Chưa? Ui, bảy xuống này quá. Siêu. Bảy xuống ghê quá, bảy sờ sờ đã quá. Cái 4-2-1 ngon ha.
tôi đá cái này tôi càng ngày tôi càng nghiền cái này ra. Nó làm giảm đi cái khả năng rê này, biết không, hạn chế được cái số lượng rê qua cầu thủ mình á. Bây giờ rê không ngon, cái sơ đồ này làm mình không cần phải rê nhiều nữa. Cái 4-2-2 bây giờ rê nhiều quá, tay chân nhanh như trước này mà phải rê được qua banh đó, tay chân dễ yếu lắm mà. Xưa rê ngon đá 4-2-2 được. Cảm thời vụ nha, banh đa 4 tỷ ngon hơn nhá. MC8 nhìn cũ quá, MC8 cũ quá. Đồ này đá hay ta, kỳ thôi à. Rê khó chịu nha, rê khó chịu. Ừ. Nó đá, cứ tưởng đá siêu sao không ta? Cứ tưởng đang đá giống như siêu sao, đá mấy game thủ chuyên nghiệp không á? Hay, siêu, quậy hay quá, quậy xè quá. Ra khó chịu á. Cái thằng con chất thương, cái thằng con chất thương về ngon quá trời kìa. Trời, nó sòn con chất thương luôn ta, ngon gì mà xanh vô đắng vô à. Cái con chất thương luôn mà. Ừ. Trời, sòn con chất thương luôn ta, đọc nổi ác vậy. Vừa xanh vô đắng không vô ta. Bạc này đá sao đen chứ ta. Mấy này em thua khó chịu ha. Thằng quá vậy, đấm nhá. Mua cái tỷ lọ. Đừng có chạy nè, đừng có chạy ngó. Căng nha, cho trận này đá, người đá căng quá ta. Đối hay á, đối hay á. Hay quá, ta bắt bài mình rơi lên luôn hả? Sancho. Khi hai đối hai bắt bài quá ghê quá. Chậm lại nhịp cái coi em thủ đâu. Chạp nữa vậy. Hù đá y như một đời vậy. U này mua của Thành Hòa đã khác biệt chứ ba, sao giống một đời nữa. Cái này xịn à. Trời ơi, nó là mà kéo vào lại. I don't stress, long nights, I don't wept, but I knew that I was built for this forever. Anh đào nó nhìn cây à. Đạp gì vậy? Khó nha. Khó nha. Dĩ không vô luôn ta. Lọc mắt xanh chô dĩ không vô. Đủ trời cu to mộ gờ luôn.
đánh giá quá, lòng của tôi mù rồi, đánh giá gánh nát luôn mà. Sao gì có một bàn vậy ta? Come to think about it, don't do much often. And that's how we like it. Never time for arguing and fight. And if we do, you know it's quick to make up. Ôi quỷ ơi, vậy dở quá vậy ta. Tìm một con mạo giá à. Thằng cho hay mà, ra đối nó hay mà, quá đối nó hay. Đối nó hay, giờ tổng tập kỳ phê không ta. Còn quán siêu sao xuống đá xong rồi chỗ vắt chứ. Chuyền bay lên nhíp chiếc anh lên qua chân người luôn ác chứ. Kẹp đâu? À nó kẹp đuôi đúng không? Bảy đứng nguyệt vị không vậy ta? Bảy đứng toàn nguyệt vị không? Bốc bay mối EBS F3 hả? Và F3 sao đình này bị cái gì ta, nó không ra đường đâu mà. Ấy bị gì ấy, nó truyền còn bánh bay bổng không tắt được luôn á. Mày đi cáp chắc luôn này, mày đi cáp chắc rồi quá. Ủa bao sót luôn, mày đây nha. Ghê. Thì thôi à. Tu, gào dòng cái quỷ này nó đã giùm rồi, dòng nó đã giùm. Cảm ơn đã giùm rồi, cảm ơn chắc mấy stream nào đã rồi. Bốn quả đáp nhiên, bóng đã chạm vào chân ông về rồi. Yeah, no I'm steady like a Billy Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knocking. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Engine get to rocket, it sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she been Linga. No shade to knock. Russell Wilson way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time to leave that gun around. In my teens we were acting up and running around. Bị đối đá ghê quá ha, hàng chi giờ với em lên siêu sao mà nói. Thế giới toàn quá dập đá không thôi chứ. Toàn mấy đá dùm đá không à. Nó toàn kê chân vô nhanh quá đó. Tụi chỉnh môn gì. Chỉnh môn dữ quá, từ từ chứ. Phía sau ấy làng này ít huấn luyện viên kỹ năng quá, tôi đỡ một hai sẽ đỡ một được. Hai ngày không có đỡ một. Sao đâu. Anh ngày nó giùm mua hả? Thì tôi đưa tim mà nó giùm nổi quá. Trời ơi, cái gì vậy trời. Đủ hay. Mỗi người đeo thủ được qua đó luôn á trời. Ghê. Hay quá, bắt bài rồi Hitoron Bon dưới luôn. Này tự thủ đâu à. Nó cầu thủ bị gì trời, chạy banh chán thiệt chứ. I wake up, flex, I'm down there, check, no drip, it's
chạy không lại ta. Sọt từ lưu dưới chân nè. Sọt từ lưu dưới chân mà. Soạn đáp đạp này kia. Cái tới. Cái này 3-1 à. Và đừng quên đó là một like, tức là giúp mình có động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.